Rồi, xin chào tất cả các người anh em ha. Thì hôm nay em đăng clip này để mình quay anh em. Mà hy vọng anh em đừng có buồn mình, hay là anh em mua không được, anh em cũng đừng có mít lòng. Thì mình biết là anh em rất là muốn ủng hộ mình, nhưng mà cái số lượng xe đẹp thì nó không có, đẹp mà rẻ thì nó không có. Thì đây là con Kawasaki Z1025, quay cho anh em xem. Ngay chủ cà vẹt 215 luôn, mà chưa ký với mình luôn. Là con xe này là đây đây, thấy không? Là ngay chủ chưa đó, ngay chủ cà vẹt xanh chưa ký với mình luôn, có nghĩa là ngay chủ mình chưa ký. Tại cái này cũng quen biết đó anh em, quen biết thân đó, không ký. Thì đây là em xe nó, và anh em thông cảm khi mình đăng những cái dòng xe này lên thì rất là nhiều anh em hỏi mua. Thì ai chốt trước thì mình để cho người đó trước, không có quan trọng là ai gọi trước hay gọi sau, anh em là xuống tiền thì mình để. Mình biết là anh em muốn mua, nhưng mà anh em thông cảm với anh em, nó không có nhiều xe để cung cấp cho anh em. Mà Z1000 phải đẹp như vậy thì mình mới mua cho anh em chạy. Rồi, quay cho anh em coi Z1000. Đây, Kawasaki Z1000. À, con này 215 và con này đi được 14.000 cây, quay cho anh em coi nè. 14.000 cây nha anh em, ngay chủ nha anh em, anh em cứ yên tâm về vấn đề. À, rồi. Từ 215 tới giờ, tại xe để lâu nha anh em. Xe để rất là lâu và chiều về mình đã thay nhớt rồi. Anh em nào theo dõi cái bay mình là mình đã có hình thay nhớt con này. Vừa về thôi, vừa đặt xe tới nhà là mình đã thay nhớt rồi. Hôm nay mới rửa xong thay nhớt, và mình vô bố thắng. Đây là cái bố thắng cũ của con Z. Bố thắng cũ nè, mình thay ra, mình bỏ đây nè. Thì mình đã thay bố thắng mới cho anh em đi cho nó ok, tại để lâu á nó không tốt anh em. Đó. Rồi, bây giờ sẽ quay. Thì xe này á, tay con tay, nói chung là tay con tay thắng zin nè. À, thấy chưa, em thấy không, tay con zin nè. Con mà 215 mà đi ít á, đúng đồng hồ á, 14.000 rất là nhẹ, nó không có nặng đâu nha, nhẹ hiều nè. Nhiều anh em nói nặng thì không có nặng, nặng là do người ta đi nhiều rồi anh em, quá trình ta sử dụng nhiều, ta đi nhiều thì nó nặng. Con này rất là nhẹ. Rồi, xe này vẫn còn cái đuôi zin, vẫn còn cái đuôi zin, nhưng mà ở đây có xi nhan tích hợp. Anh em nào thích chủ xe thì mình đưa số điện thoại đối chứng với chủ. Đuôi tích hợp, đuôi cái đèn hậu zin còn, đuôi zin còn. Rồi, ok chưa? Rồi. Thì chỗ này á là người ta làm lại, có nghĩa là người ta dán đề can lại cho nó giống mẫu 218. Đây, chỗ này người ta có dán lại cho mới, giờ giống mẫu 218 là đã bọc keo. Thì xe có ốp bảo vệ lốc máy, chống đổ. Đó, xe đã thay nhớt để mình đề cho anh em nghe tiếng bô. Rất là đã nha anh em. À, cái dòng nhớt bên mình nó đi rất là đã dành cho Z1000. Anh em nào muốn trải nghiệm thì cứ qua mình. Mình thay 3-4 bình là hết đâu gần cả triệu mấy luôn, 1 triệu mấy, lại bố thắng nữa là tổng cộng là 2 triệu mấy. Về bảo trì bảo dưỡng chiếc xe hết 2 triệu mấy. Mặc dù xe đẹp nha. Ở đây là cây bô vẫn còn bầu zin nha anh em. Nguyên cổ bầu zin từ lúc mới mua tới giờ là còn y nguyên. Nè, gác chân ít đi nè. Nó chỉ phai màu theo năm tháng thôi chứ nó rất là ít đi, người ta ít dập. Cây bô nè anh em, đặc điểm cây bô từ 2015 tới giờ mà nó vẫn còn mới à, là đi chứng tỏ chủ xe để trong nhà không, không có chạy. Đẹp không? Thấy quay thấy đẹp không? Rồi cho anh em nghe tiếng bô. Đẹp. Thì ở đời 215 này là nó chưa có báo số ha anh em ha. Còn vỏ nè anh em, vỏ còn dày cui luôn. Đây, vỏ rất dày luôn ha. Rất dày luôn. Thì mình để lâu thì nó sẽ hiện mấy vết nứt nhẹ nhẹ thôi, nhưng mà vỏ rất dày, đi vẫn còn ok la luôn nha anh em. Đó. Mọi thứ còn ken. Rồi thôi, anh em nào mua thì cứ liên hệ mình, biển số Sài Gòn. Ngay chủ luôn, chưa ký với mình luôn. Thì anh em nào mua thì liên hệ mình, anh em nào chậm thì thông cảm nha anh em. Nhiều anh em trách mình là nhiều anh em gọi rồi, cái đó anh muốn mua thiệt sự, nhưng mà bây giờ mình làm ăn mua bán anh em, ai chốt trước thì mình sẽ để cho anh em trước, chứ mình không có phân biệt ai đâu anh em ơi. Anh em thông cảm giùm chứ anh em đừng có bỏ đi chỗ khác mua, tội nghiệp shop. Thì shop cũng nhiệt tình với anh em hết mức có thể rồi, thì mình quay mạng online, mình quay ai thích thì người đó chốt thôi. Rồi bây giờ chắc anh cầm máy quay để anh quay kỹ cho anh em. Đó anh em,
Anh em thấy xe liền lạc đẹp không? 25 tới giờ nhìn nó đẹp không anh em? Nhìn nó rất là keng ha anh em ha. Nhìn nó cũng còn keng luôn. Đặc biệt cục máy nè anh em. Đó, cục máy người ta đi ít nữa còn mới tin nè. Đó, quay kỹ cho anh em chứ mình không có quay bậy bạ ha. Đó, cục máy 25. Còn mới keng luôn, chống đổ, bảo vệ lốc máy. Rồi, đặc biệt là cây bô này ha. Anh em nhìn nó cộp không? Nhìn cây bô nè. Đó, nhìn đúng cộp luôn ha. Mới rửa xong thôi nha anh em. Thì đương nhiên từ 25 tới giờ nó sẽ có một số vết chày ha anh em ha. Ví dụ như là cái yên này thì yên zin. Yên zin theo xe. Còn cái yên này người ta có bọc lại nè. Thì để lâu á nó bị mòn mòn. Nó bị mấy cái góc cạnh nó bị chày nè. Ở đây có vết chày nè. Đó, mấy vết chày, một số vết chày nhẹ. Đó, nhưng mà không đáng kể anh em ha. Đó. Để mình quay nữa cho anh em. Dĩ thì như mới nha anh em. Đó. Như mới thôi. Được vô bố thắng mới, dĩ mới. Cây bô bên đây cũng vậy, cũng còn rất là đẹp. Đó, quay cho anh em coi. Anh em nào có tìm được con 25 mà đẹp đẹp cỡ này nữa không anh em? Đó. Cục máy bên đây. Về chưa anh em? Đó, quay bên đây. Chỗ này là chữ Y nó bị bạc màu nha, mình chả biết sao bị bạc màu nữa. Chắc là do rửa hay là gì đó. Không phải bạc màu, cái này là rớt cái miếng inox nè, mất chữ Y. Thì cái này là mình vẫn chấp nhận được nha anh em, mất một cái chữ Y. Đây anh em thấy không? Mất cái miếng inox chữ Y. Đó. Con này mình bán cho anh em 169 triệu. Xe rất đẹp. Đây có cái ốp chắn gió. Đẹp không anh em? Nói chung vỏ trước vỏ sau mới, mọi thứ là đều trong tình trạng hoàn hảo nha anh em. Quay xa cho anh em coi, nãy giờ quay gần à, quay xa cho anh em coi. Đó. Quay xa cho anh em coi, nãy giờ quay gần. Đó, anh em ngắm nhìn tổng thể xe nha anh em. Đó. Còn anh em nào muốn xe đẹp nữa thì anh em thông cảm, anh em bỏ 300, 200 mấy ra thì nó xe đẹp nữa. Thì tiền càng đẹp thì xe nó càng đẹp. Còn giá này tầm này thì vô đối rồi nha anh em. Giá này tầm cái chất xe như này thì mình nghĩ là vô đối rồi. 100 mấy chục triệu mà với cái chất xe này thì anh em thấy đáng đồng tiền bỏ ra đúng không anh em? Nó rẻ. Đó. Còn anh em mà muốn mới nữa thì Z1000 lướt là 300 mấy không anh em? Anh em có thể lên tham khảo một số web giống như hãng á, anh là anh em biết giá Z1000 mới nó nha, Z1000 lướt là sẽ như thế nào, rất là mắc. Mắc gấp đôi xe này luôn. Đó, còn cái này là để anh em giá hợp lý anh em chơi, trải nghiệm. Đây cổ bô zin từ lúc mua xe tới giờ nè. Đây quay cận anh em ha. Đó. Em thấy chưa? Mình là mình quay rõ ràng, làm ăn đàng hoàng anh em, đó. Anh em thích thì anh em mua, còn không thích thì thôi. Đó. Lip led đầy đủ, đó, số nè. Nha, còn mới tin luôn nè. Đó. Ok chưa? Cổ phuộc nè. Đó. Còn gì nữa không? Nè, chén cổ nè. Đó, ok la chưa? Tuyệt vời chưa? Đó, Kawasaki nè, lướt nè, rất đẹp. Vỏ viết của mọi thứ là ok la hết nha anh em. Rồi, ok. Quay kỹ vậy là kỹ chưa anh em? Vậy là ok rồi ha anh em ha. Coi vậy là được rồi ha. Thì anh em nào thích thì cứ liên hệ mình hoặc tới địa chỉ trực tiếp. Bên mình là còn rất là nhiều dòng xe. Đây. Nhiều dòng xe Ninja 400, R15 là những dòng xe rẻ tiền nè. Ninja R15 lướt nè, Ninja 400 lướt nè, MT15 này cọc rồi. Còn R15 35 triệu nè. Đó, CBR 250 nè, Ninja 4 nè. Nó còn rất là nhiều dòng xe cho anh em chọn lựa. Cào cào có luôn nè. Đó. Cào cào có luôn cho tất cả người anh em nè. Rồi, ok chưa anh em? Rồi, anh em nào thích thì cứ liên hệ số điện thoại mình hoặc tới trực tiếp địa chỉ 106 Trần Văn Kiểu, phường 10, quận 6 để mua bán giao lưu trao đổi xe ha. Bên mình có bảo trì, bảo dưỡng, bảo hành cho tất cả các anh em. Con này CB300 mới về nè. Sẽ lên sóng cho anh em sau. Đó, về xe liên tục.